Nào, chúng ta lại học nhé. Tức là hôm trước chúng ta bắt đầu học sang cái phần cảm biến, tức là trong cái nhóm nó là nhóm sensing đây nhé. Thì đây là cái một trong cái hôm trước tôi nói rồi là cảm biến là một trong những cái chỗ hay nhất của hay nhất luôn của lập trình Scratch chứ. Nó còn rất nhiều cái lệnh, rất nhiều cái tính năng liên quan đến cảm biến. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại một chút nữa cái ý tưởng của cảm biến, tức là như thế này. Thì chúng ta có một cái hình dung nhé, hình dung lại nhé. Hôm nay là cái buổi số 2, thì tôi vẫn nói lại cái chuyện cảm biến. Cảm biến nếu mà người ta không nói kỹ thì rất nhiều người nhầm lẫn với cái khái niệm là sự kiện. Thật ra hai cái này là nó có nhiều có những cái sự liên quan đến nhau. Tức là sự kiện là những cái mà nó là những cái là những sự kiện xảy ra ảnh hưởng đến quá trình chúng ta lập trình. Chúng ta trong trong chúng ta làm lập trình, chúng ta làm game chẳng hạn, thì những có sự kiện là những sự kiện mà chúng ta biết trước và chúng ta xử lý được những sự kiện đó. Thì mỗi sự kiện đó nó ứng với một cái lệnh, một cái nhóm lệnh ở trong cái nhóm lệnh sự kiện. Ví dụ như sự kiện, ví dụ chúng ta lấy ví dụ như sự kiện là nhảy chuột lên lá cờ chẳng hạn. Đấy, nhảy chuột lên lá cờ nhé, là một cái sự kiện. Thông thường cái sự kiện nhảy lên lá cờ màu xanh ấy, lá cờ màu xanh của chúng ta thì đây là người ta quy định là thông thường đây là cái lệnh mà bắt đầu một cái bắt đầu chương trình Scratch, hay là một cái sự kiện là bấm bấm phím chẳng hạn, bấm bấm cái bàn phím là một sự kiện. Hoặc là cái sự kiện là gì, sự kiện là chúng ta nhảy chuột lên sân khấu chẳng hạn, lên nhân vật hay là nhảy chuột lên sân khấu cũng là một sự kiện. Nhảy chuột lên sân khấu được chưa? Thì các sự kiện đó nó đều như này, nó đều là nằm trong cái nhóm lệnh là sự kiện đây, sự kiện nhé. Và nó được bắt đầu bằng cái hình mà bắt đầu, tức là những cái lệnh mà nó có cái hình tròn ở phía trên đấy, tròn như này này đó nhé. Đây là cái lệnh bắt đầu một sự kiện khi chúng ta nhảy chuột lên cờ. Đây là cái lệnh bắt đầu một sự kiện khi chúng ta gì khi chúng ta bấm một cái phím. Đây là cái lệnh bắt đầu sự kiện khi chúng ta nhảy chuột lên 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 nhảy chuột lên 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 nhân vật đó, bị thế nhé. Ở đây có một vài cái khác, nhưng mà đây là ba cái chính nhất, đây là ba cái chính với nhân vật. Còn đối với sân khấu thì ta có thêm một lệnh nữa là cái lệnh là chúng ta khi chúng ta nhảy chuột lên lên sân khấu đây, nó khác nhé. Còn đây là lệnh nhảy chuột lên 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 nhân vật đó. Thì những cái đó nó là sự kiện là chúng ta biết trước, là chúng ta lập trình sẵn để đợi sự kiện nó xảy ra thì nó theo thực hiện đó. Thì ở đây thế nó nằm ở đây nhé. Còn cảm biến là cái gì? Cảm biến cũng là cái mà là nó gần như là sự kiện khi mà nhân vật chúng ta nhận biết được một cái cảm biến, thông tin cảm biến ở bên ngoài đưa vào đấy. Thì là thì cái sự kiện là chúng ta biết trước nó sẽ xảy ra và chúng ta kiểm soát được. Còn cảm biến thì chúng ta không biết trước được, là các cái là các sự kiện, cũng gọi là các sự kiện đi, các sự kiện nhận thông tin bên ngoài mà chúng ta chưa biết, đấy. Ví dụ như là cái cảm biến là gì, là cảm biến va chạm này, nhân vật va chạm vào con chuột này, nhân vật này va chạm vào nhân vật kia này đó. Hay là chúng ta học là các lệnh khác như là cảm biến là va chạm màu sắc chẳng hạn, cảm biến liên quan đến khoảng cách chẳng hạn, cảm biến liên quan đến nháy chuột cũng là cảm biến, bấm phím cũng là
cảm biến, đấy, ví dụ cảm biến nhé. Cảm biến va chạm này, cảm biến va chạm, cảm biến va chạm nhân vật nhé, cảm biến va chạm màu sắc, va chạm vào chọn một cái màu sắc nào đó này, hay là cảm biến cảm biến bấm phím này, nó cảm biến bấm phím, bấm phím đâu nào, hay là cảm biến nháy chuột, nháy chuột và nhiều khác nữa nhé, rất nhiều cái khác nữa. Thì các bạn thấy như vậy, cái bấm phím này, bấm phím này bên này cũng có nhé, ở bên sự kiện cũng có, là cũng có cái bấm phím, mà ở bên cảm biến cũng có, bấm phím, hay là nháy chuột thì ở bên sự kiện cũng có cái nháy chuột, thì bên này cũng có, cái nháy chuột. Thì tất cả những cái cảm biến này nó hiện bằng những cái hàm, đó là cái hàm thông thường nó nhận ra chỉ đúng khi mà sự kiện cảm biến nó xảy ra, còn còn không thì nó nhận ra chỉ là sai. Thì tất cả những cái lệnh mà liên quan cảm biến nó nằm ở đây, nó nằm ở chỗ này, đây nằm ở sensing đi nhé, đây là lệnh, đây là những lệnh mà là cảm biến, đây đây lệnh va chạm nhé, đây là va chạm va chạm chuột, va chạm cạnh, rồi va chạm nhân vật. Mình đưa thêm đây một nhân vật khác nhé, đó thì với con mèo này thì có thêm cảm biến nhân nhân vật, đây là cảm biến chạm va chạm với con chó chuột, đây là cảm biến va chạm vào cạnh, đây là cảm biến va chạm vào nhân vật khác đó, đây là cảm biến va chạm màu sắc chúng ta sẽ học ngày hôm nay nhé, rồi nhiều nhiều nữa chúng ta sẽ học nhiều nữa. Đây là cảm biến liên quan đến nháy chuột, nháy chuột, đây là cảm biến liên quan đến bấm phím đó, hiểu nào. Thì tất cả những cái hàm cảm biến này nó đều là có cái hình dạng, đây là hình 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 nhọn, nó là một cái biểu thức logic đấy, logic mà chúng ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra được, nó không thuộc vào, nó không được, không thuộc vào chúng ta, nó chúng ta không thể lập trình nó như là một sự kiện bình thường đó, nên nó khác, cái khác khác biệt giữa cảm biến và giữa cảm biến và và sự kiện là như vậy. Nhưng cảm biến nó thường là gì? Cảm biến là nó là những cái hàm hiện hiện bởi những cái hàm nhận thông tin, cái hàm nhận thông tin, cảm biến tương ứng nhé, cảm biến nên nó nhận là true nếu có cảm biến, nếu có thông tin cảm biến, còn nó là nhận, nó là false, là nó không, là nó sai đấy, thì nếu không có thông tin cảm biến, nếu không có thông tin cảm biến đó, thì đa số những cái lệnh mà xử lý cảm biến là như vậy. Và chính vì chuyện này cho nên là người ta, chính vì là nó chỉ là những cái hàm mà hay là các biểu thức, người ta chỉ đúng sai, cho nên muốn cảm nhận được thì chúng ta phải đưa vào một cái vòng lặp vô hạn, thông thường đưa vào một cái vòng lặp vô hạn, lập trình sau có lệnh nếu, đây nếu, mà cảm biến, nếu có gì đó thì đấy. Thông thường cái việc lập trình cho cảm biến là phải đưa nó vào một cái vòng lặp vô hạn đó, còn bên này khác hẳn nhé, bên này là cái việc mà lập trình xử lý sự kiện thì là tất cả sự kiện nó đều thực hiện bởi một cái lệnh ban đầu là như này, cái lệnh này, đây cái lệnh mô tả, lệnh đầu tiên của một sự kiện mô tả là cái lệnh đầu tiên của một cái nhóm lệnh, của một cái gọi là cái đoạn lệnh, vì khi chúng ta nhấn chuột đây lá cờ thì nó chúng ta thực hiện lệnh một này, lệnh hai, lệnh ba, lệnh bốn, thì cái này nó là một đoạn, là gọi là một đoạn lệnh, nó gọi là một script. Lệnh sự kiện này này là cái lệnh đầu tiên, đây là lệnh nhận, sự kiện, nhé, nó là cái lệnh đầu tiên của một cái script ở trên, ở trong cơ sở lệnh đó. Chứ như vậy, hai cái này là, cái rất rất là khác nhau, được chưa? Thì cái này là cái, rất quan trọng chúng ta chú ý, cái việc mà đưa các lệnh nhận cảm biến vào bên trong một cái vòng lặp vô hạn như này này, thì cái này nó giống hệt, cái này nó hoàn toàn đồng nhất, giống hệt với lập trình robot, giống hệt lập trình robot,
Cho nên là cái việc mà lập trình Scratch để xử lý cảm biến thì nó hoàn toàn giống hệt cách chúng ta lập trình để nhận cảm biến của robot, điều khiển robot. Cái này là cái mà con robot chúng ta luôn phải đưa con robot là trong nó có rất nhiều cảm biến, mà cảm biến để nhận thông tin ở bên ngoài, và chúng ta phải đưa cái đó đưa tất cả các vòng cảm biến đó trong cái vòng lọc vô hạn và vô hạn lần, và cứ nào mà có thông tin thì nó sẽ trả lại su và nó phần mềm sẽ xử lý, robot sẽ xử lý chuyện đó. Như nên cái lập trình cảm biến của Scratch này là giống hệt về tư tưởng, về cách làm thực hiện đối với lập trình, giống hệt như là lập trình robot. Đây, các bạn chú ý nhé. Đây là cái phần mà cho tôi là nó rất quan trọng luôn, rất quan trọng luôn. Và đây chính là sự khác biệt hoàn toàn giữa cái việc lập trình Scratch so với lập trình bậc cao khác như lập trình Pascal, lập trình C, lập trình Python đấy. Ta có thấy đây là cái phần rất là khác biệt. Tất nhiên là đối với người lập trình Python, lập trình C, lập trình cao hơn nữa, chúng ta có thể tạo ra những cái hàm để liên quan đến cảm biến, có thể làm được như vậy. Nó là như gọi là lập trình nhúng đấy. Nhưng mà đối với học sinh phổ thông thì không có chuyện đó. Nhưng mà học sinh phổ thông thì chúng ta lập trình Scratch là chúng ta gặp cái đó. Cho đây chính là cái chỗ mà theo tôi thì lập trình Scratch thì không thể dừng lại bậc tiểu học được. Bậc tiểu học chỉ là làm quen rất đơn giản thôi, còn muốn lập trình sâu sắc hơn, muốn làm ra sản phẩm tốt hơn thì bắt buộc phải là học sinh cấp 2, cấp 3 thì mới có thể học sâu sắc được, mới có thể tạo ra những cái phần mềm thực sự có ý nghĩa. Cho nên là chính vì thế mà trong trình của chúng ta, trong trình phổ thông ấy tới đấy, thì Scratch được học từ cả cấp 2 cả cấp 1 cả cấp 2 nữa, chứ không phải chỉ dừng ở cấp 1 như hiện nay chúng ta vẫn nghĩ. Cả cấp 1 cả cấp 2 đều học. Đó, thì các bạn chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một số các cái bài tập nữa liên quan đến cảm biến. Bây giờ một cái bài đầu tiên là tôi muốn chúng ta sẽ làm lại cái bài mèo đuổi chuột, nhưng mà chúng ta sẽ làm với cái ở một cái bài toán mô tả nó khác đi nhé. Đây như thế này, bây là bài tập của chúng ta như sau này. Tôi tìm con chuột đó nhé. Con chuột tức là phần m đây nhé. Như sau này, chúng ta sẽ phải lập trình cho chuột để tránh con mèo. Tức con mèo như sau, con mèo nó luôn nhìn về phía con chuột và nó nhìn thấy chuột và nó đi về phía con chuột là 10 bước. Sau đó nó lại nhìn lại con chuột, nó đi về phía con chuột 10 bước. Cứ thế con mèo rất tự tin và sẽ đi về phía con chuột 10 bước. Sau 10 bước như vậy, mèo nghỉ không phải 1 giây, xong lại đi tiếp cứ như vậy. Và mèo nghĩ rằng là mèo đi nhanh như vậy sẽ bắt được chuột. Chúng ta sẽ phải điều khiển chuột bằng cách là nháy chuột. Nháy con chuột lên lên màn hình thì con chuột kia nó sẽ xoay về hướng con chuột chuột và chạy. Đó, thế là bạn thấy nhé. Bài này là cái mèo mèo chuột, chúng ta làm lại nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lập trình cho chuột trước này. Lập trình chuột là chúng ta như sau, chúng ta bằng cách chúng ta nháy con chuột lên màn hình. Nháy ở đâu thì con chuột kia nó sẽ xoay hướng về con chuột chuột và nó chạy về phía con chuột chuột là 5 bước. Đó, chúng ta làm như vậy nhé. Để mình điều chỉnh cho chuột trước rồi cho mèo sau, và chúng ta sẽ làm khi mèo mà bắt được chuột thì mèo kêu meo meo, và sau 1 giây thì chuột biến mất và người chơi là thắng cuộc và thời gian sẽ dừng lại. Chúng ta hãy lập trình để điều khiển thời gian nhé. Được rồi, chúng ta lập trình cho mèo, cho chuột trước, cho mèo sau, sau chúng ta sẽ gộp lại đưa vào tham số thời gian để tạo ra một cái chương trình hoàn chỉnh. Rồi, khi bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta lập trình cho chuột trước này. Đây. Thôi, cho đơn giản thì tôi cứ để khi chúng ta nháy lên đây là nhanh lên là bắt đầu chơi luôn nhé. Đáng lẽ ra thì nên có một lệnh khác hơn, tức là bấm bấm nút space, bấm phím space thì bắt đầu chơi cũng được. Thôi, tôi để cho đơn giản, tôi để bấm bấm lá cờ nhé. Được rồi, thì như vậy là con chuột sẽ phải cảm nhận được người dùng nháy chuột lên màn hình bằng gì, bằng bằng cảm biến. Đấy, như vậy là chỉ cho chuột là cảm biến nhé, mà cảm biến đó chúng ta phải đưa vào một vòng lặp vô hạn như sau. Đây,
chúng ta đưa ngay mặc lệnh cho chỉnh cho chuột nhé, đây vào cái lệnh chỗ điều khiển đây và gọi cái lệnh là vô hạn, được chưa? Thì bất cứ cái nào trong là vô hạn đó, nếu mà chuột mà nhìn được, chuột mà cảm nhận được rằng là người dùng là nháy chuột, thì lập tức là con chuột kia nó sẽ xoay về phía con trỏ chuột và đi phía đó là 5 bước. Rồi cho làm như sau nhé, lệnh nếu này, nên là nếu nhé, nếu mà người dùng nháy chuột, chúng ta vào sensing và chúng ta lệnh lệnh sẽ lên. Đây là cái chính là cái đây chính là cái cảm biến này, cái cảm biến là nháy chuột đây, mouse down là nháy chuột. Nếu mà người dùng nháy chuột đó, lệnh này lệnh chúng ta nháy chuột lên màn hình nhé. Đó. Nếu mà người dùng nháy chuột thì lập tức là con chuột kia nó sẽ xoay về đây, nó sẽ vào lệnh motion, nó sẽ point to us, nó sẽ xoay về hướng con trỏ chuột nhé. Rồi và đi phía đó là 5 bước đây. Là 5 bước. Thì như vậy cái việc mô tả cái là rất đơn giản, chúng ta cho nó đi với phía trước là 5 bước. Như vậy là chuột đi nhanh chậm hơn mèo mà, là 5 bước. Con nháy chuột nó đi được 5 bước. Đó. Đây chính là đoạn chương trình mà rất ngắn, rất đơn giản thôi là dùng để điều khiển chuột. Được chưa? Đó. Tôi thử như này, tôi thử cho sẽ xem như này. Nháy này, đó, nháy 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 nháy. Chúng ta nháy chuột tới đâu là con chuột xoay về phía đó nhé. Đấy. Chúng ta sẽ điều khiển con chuột này để chạy khỏi con mèo. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta được chơi mèo này. Mèo như sau. Mèo là con mèo rất chủ quan, mèo là cứ cứ sau một cứ sau 0,5 giây đi thì mèo sẽ chạy một mạch về với con chuột với tốc độ là 10 bước. Là cứ như vậy liên tục, như vậy liên tục, như vậy. Được chưa? Chương trình cho mèo nhé, đây. Bắt đầu đấy nhá. Thì liên tục là như sau. Chúng ta đưa vào đọc vòng là vô hạn này cũng như vậy. Là vô hạn. Là mèo như sau. Mèo cứ sau là đây, chúng ta cứ sau 0, cứ cho những 0,5 giây đi. Sau 5 giây một thì mèo sẽ đến như sau. Mèo sẽ xoay về point to work, là xoay hướng về con chuột. Đó. Để chúng ta sửa tên cho chính xác nhé. Đây là chuột này. Đây là con mèo, mình nhìn rất rõ con mèo nhé. Đó. Nhưng con mèo sẽ xoay về hướng con chuột đó và chạy về phía con cho chuột là 10 bước. Vậy đi nhanh hơn con mèo nhé, đi nhanh hơn nhanh hơn con chuột nhé. Cho chơi thử cho xem thử mà cái này bắt đầu này. Đấy, chạy này. Đấy. Đấy, chúng ta chạy mèo đi hơi chậm đúng không? Vì tôi chơi mèo nhanh hơn nhé. Nhanh hơn tôi làm như sau này, mèo đi chậm quá. Bây giờ tôi làm như sau, tôi để cho tốc độ đây không phải 0,5 giây mà là 0,1 giây, nó nhanh hơn. 0,1 giây. Nó nhanh hơn đấy. Rồi bắt đầu này. Làm ra thử nhé. Đấy, làm điều khiển nhanh nhé. Chưa nào, đấy dừng lại là mèo mèo nó bắt được ngay, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo này, tiếp theo là như sau nhé. Bắt đầu đi, ban đầu chúng ta để mèo chạy ở bên trái này, ban đầu chúng ta như sau, ban đầu chúng ta để trạng thái là mèo ở vị trí là âm 220 và vị trí y là không đi, không là không vị trí này nhé. Đó. Còn chuột thì ở vị trí ở bên phải, chuột thì ở vị trí là như sau, để lại ở đây là 220 220, và đây là không. Như vậy là ban đầu như thế nhé, ban đầu chưa cho nó xa nhau ra. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình tiếp theo này. Tiếp theo là nếu mèo gặp chuột thì mèo sẽ meo meo và sau đó là chuột sẽ mất đi, và chuột sẽ mất đi và chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái biến nhớ để mô tả cái trạng thái đó nhé. Được rồi, đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái biến để mô tả là khi nào kết thúc chương trình nhé. Đây tôi tạo ra một cái biến đây. Tôi có thông thường cái biến mà hệ thống đó tôi để ở trong chỗ
có thể để ở đây cũng được nhé, để ở sân khấu. Tôi tạo ra một cái biến, nó có tên là gì, nó có tên là start nhé, để mô tả cái trạng thái của trò chơi nhé. Thế đặt như sau này, đặt là start bằng không thì là hay sát bằng một nhỉ, sát bằng không thì bắt đầu chơi, còn dừng lại nếu mà mèo bắt được chuột thì đặt start bằng một thì coi dừng dừng chương trình. Đặt thế cho nó, đặt thế nhé, thử với như vậy. Đây ban đầu, đây ban đầu khi vẫn bắt đầu chơi này, tôi đặt cái biến start bằng không đấy, nhưng mà là để là hay là ngược lại nhé, tôi để start bằng bằng một là bắt đầu chơi, là bắt đầu chơi, còn bằng không là dừng lại, được chưa? Đó, và những cái biến start này để là khi mà mèo bắt mèo va chạm phải chuột thì dừng lại, được chưa? Tôi làm như sau nhé, bây giờ tôi sẽ đo thời gian, tôi tạo ra một cái biến thứ hai là biến time mà để đo thời gian time mà. Biến này tôi để nó hiện ở trên màn hình đây, time ở đây nhé, được chưa? Thì ban đầu tôi đặt time mà bằng không, bằng không, và thời gian nó sẽ trôi đi là cứ 60 giây nó tăng lên lên một đơn vị, và các bạn tôi lập trình như sau là sân khấu sẽ là cái nơi mà đếm thời gian, khi mà mèo mà bắt được chuột thì dừng lại, được chưa? Dừng lại và lúc giờ sẽ tất cả chương trình sẽ dừng hết và con chuột sẽ biến mất, được chưa? Thì ta xem ai mà chơi mà càng lâu thì càng tốt, chúng ta điều khiển chuột mà, ai mà chơi càng lâu chứng tỏ người nó càng càng giỏi, còn chơi chứ gì chơi đã thua thì là coi như kém, được chưa? Thế làm như sau này, ở đây tôi đặt đầu tiên đặt start bằng một, sau đó là time bằng không, sau đó tôi sẽ lọc cho thời gian tăng lên 60 giây nó tăng lên là một đơn vị nhé, đơn vị, và sau đó tôi sẽ kiểm tra khi mà dừng lại khi nào, khi mà cái start bằng không thì dừng lại. Theo như sau, chúng ta làm lại sau đây, chúng ta làm cái lệnh là repeat until, đây này, lặp cho đến khi này, đấy, lặp cho đến khi nào mà start bằng không thì dừng lại nhé, để vào đây, lặp cho đến khi đây, cho đến khi mà gì, cho đến khi mà start nó bằng không, tức là khi mà dừng chương trình mèo bắt được chuột thì dừng lại. Đó, và đây chúng ta làm như sau, chúng ta theo chúng ta cứ đợi sau một giây thì chúng ta tăng thời gian lên một đơn vị, chúng ta dùng lệnh change time by một nhé. Đó, thì đây chính là cái đoạn chương trình để đếm thời gian, khi mà dừng chương trình, khi mà time bằng không, start bằng không thì dừng chương trình, khi dừng chương trình chúng ta dừng tổng nhìn lại, chúng ta dùng cái lệnh gì, chúng ta dùng cái lệnh là stop on, là dừng chương trình, chương trình chúng ta không không được khởi động nữa. Thế đây chính là đoạn chương trình, đây là đoạn chương trình ngắn để chúng ta điều khiển con mèo, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục, khi mèo mà chạm phải chuột thì như thế nào? Đây, đây nhé, chúng ta làm tiếp tục ở đây nhé. Đây, khi mèo chạm phải chuột thì sao? Đây, chúng ta làm, chúng ta phải vào một lệnh nữa để đây, chúng ta vào một lệnh này nữa để xong xong với nó nhé. Và đây vì là mèo chạm vào chuột cũng là một lệnh cảm biến, chúng ta phải đưa, đây là cảm biến, phải đưa nó vào cái vòng lặp vô hạn, chúng ta vào cái lệnh này và đưa vòng lặp forever ở đây nhé, vòng lặp vô hạn đây nhé. Cũng lại là nếu nhé, nếu này, nếu mèo mà chạm phải chuột thì cho mèo nhé, nếu nếu mà mèo đây, chúng ta vào cái sensing đây và chạm, nếu mèo mà chạm phải chuột đó, chúng ta đưa vào đây nhé, đây chính là cảm biến đây, nếu mèo mà chạm phải chuột thì lúc chúng ta đặt cái gì, đặt start bằng bằng không, thì đặt set set cái start bằng không thì coi như là nó dừng dừng chương trình, thấy không nào? Đấy, và trước đó chúng ta cho nó kêu mèo một tí nhé, chúng ta cho con mèo nó kêu mèo, chọn trạng thái nó kêu mèo xong rồi thì nó mới dừng lại đó, được chưa? Đó, và đồng thời là con chuột chúng ta điều khiển như sau, chuột đây, chuột nhé, chuột là như sau, chúng ta là làm lệnh nữa để chuột nếu mà chạm vào mèo thì sau một giây thì chuột cũng cũng ẩn đi, đây chúng ta vào cái lệnh này cũng như vậy nhé. Đó, thì chúng ta đưa vào vòng lặp vô hạn này forever này, sau là nếu này, để nếu nhé,
Nếu mèo nếu mà chuột mà chạm phải mèo đây, nếu mà chuột chạm phải mèo đây, mèo đây thì sao? Thì chúng ta cho đợi 1 giây sau, chúng ta ẩn đi, đợi 1 giây và coi như là chuột ẩn đi, coi như là chuột bị chết đấy, đúng không? Chúng ta dùng lệnh là lúc và để chúng ta cho nó ẩn đi. Hai, và chúng ta lệnh lệnh sâu, chúng ta phải để ở ban đầu đây. Mẹ khi là chưa chưa bắt đầu chơi thì con chuột là làm là hiện ra và bắt đầu ở đây và liên tục chúng ta phải điều khiển cho nó chạy chạy, và nếu gặp mèo thì nó sẽ dừng lại, coi như kết thúc chương trình nhé. Ta chạy thử cho xem nhé, bắt đầu này, đấy là chạy này, chạy nhá, chạy này, đấy, cái này dừng rồi đấy, bây giờ không biết không điền nữa, bây giờ bấm không điền thua rồi đấy nhé, làm lại từ đầu này đấy. Đấy, chạy bằng hai thua ngay đấy nhé, chế có 5 giây là thua rồi. À, như vậy đây là trò chơi đầu tiên hôm nay nhé, là trò chơi có tên là mèo đuổi chuột. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái file của chúng ta, vào cái này. Không có trang nào nhỉ, là cái tập cuốn đây. Hôm nay là cái bài bài 8 rồi. Bài đầu tiên nhé là mèo đuổi chuột. Thì gọi là như vậy là một cái bài đơn giản thôi, nhưng mà nó khá hay. Tức là một cái bài mà nó dùng dùng cảm biến rất đơn giản, tức là vì là mèo đuổi chuột. Mèo luôn luôn chạy về phía con chuột. Chúng ta dùng 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 chuột để chúng ta điều khiển nhé. Vì vẫn bài này. Vì bài này về tôi sửa lại bài này, tôi là vẫn là mèo đuổi chuột mà tôi không muốn là điều khiển con chuột chạy bằng bằng con chuột nữa, mà tôi dùng bàn phím để chạy làm thế nào được. Tôi sẽ dùng bàn phím để tôi điều khiển con chuột. Tôi bấm phím lên thì chuột chạy lên, bấm phím phải chuột chạy sang phải, bấm phím trái chuột chạy trái, bấm phím xuống chuột chạy xuống, được chưa? Thì làm như nào, tôi sửa lại như sau. Vừa rồi là cái bài mèo đuổi chuột gọi là một, vì tôi sửa lại thành bài số 2, vẫn là mèo đuổi chuột nhưng mà ta điều khiển con chuột không phải bằng bằng con chuột máy tính mà là bằng bàn phím, hoàn toàn được, vẫn dùng cảm biến như sau nhé. Đây đây là đoạn chương trình mà chúng ta đã lập trình. Đây lập trình là để điều khiển cảm biến của con chuột. Bây giờ tôi bỏ cái này đi đấy, bỏ cái này đi và tôi sẽ điều khiển dùng cái lệnh cảm biến của bàn phím, hoàn toàn được. Đây chúng ta vào chúng ta vào cái sensing, chúng ta kéo ra cái lệnh là đây này, key. Nếu mà key mà bấm thì như sao, làm sao? Chúng ta có 4 key nhé. Một là key, là key up up arrow, là key lên, là key bấm, bấm phím lên này. Lệnh thứ hai là bấm phím xuống này, là down arrow. Và lệnh thứ ba là cảm biến thứ ba là phím trái, là left left arrow nhé. Và thứ tư là phím phải, phím phải đây. Các bạn thích tiếng Việt tôi bấm vào tiếng Việt cho các bạn nhé, thích tiếng nào cũng được đấy. Phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải trái, mũi tên phải, và tất cả đều được điều chỉnh để hết nhé. Tất cả được phải nằm ở trong cái lệnh liên tục này, tất cả các lệnh cảm biến đều phải nằm ở trong cái vòng lặp vô hạn lần. Rồi tôi kéo ra cái lệnh là gì, lệnh là if thôi. Nếu thì nếu mũi tên lên thì làm sao, đúng không? Nếu mũi tên xuống thì làm sao? Nếu mũi tên trái thì làm sao? Nếu mũi tên phải thì làm sao? Chúng ta có 4 lệnh liền liên tục liền này, để thấy không nào? Đó. Bây giờ đưa toàn bộ cái này vào bên trong chỗ này, vào đây. Đó nhé. Bây giờ này, nếu mà mũi tên lên, con chuột sẽ xoay lên trên và đi phía trên 5 bước. Chúng ta làm như sau. Chuột sẽ xoay lên trên đây, chúng ta dùng lệnh này, chuột sẽ đặt hướng là lên trên, đây lên trên đó, lên trên đây nhé, và đi về phía trước là 5 bước. 5 bước. Còn ở đây mũi tên xuống, chúng ta copy xuống, mũi tên xuống chúng ta chỉ việc đổi hướng cho chuột thôi. Đổi hướng là gì? Đổi hướng là đi xuống đây, quay xuống đây. Đó. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là mũi tên trái, là chuột sẽ quay sang bên trái đây, chúng ta điều khiển đây, chuột sẽ quay sang bên này đây,
không nào, và đi đi phía đằng bước, còn chúng ta copy xuống đến này nữa, chỗ này là bấm mũi bên phải thì chuột sẽ quay về bên phải. Đấy, được chưa? Thì cái làm hệt như vậy, nhưng mà ở đây là dùng bàn phím, chúng ta chạy thử ra xem nhé, cũng như thế thôi. Bắt đầu này, đấy, đi xuống này. Nhanh nha, khá là chạy mà là mèo nó ăn được ngay đấy nhé. Đó, thôi rồi, bấm tay chạm vào là thua, mà mẹ là chuột ẩn đi luôn nhé. Đấy, như đây là cái bài số 2, là mèo đuổi chuột mà dùng bàn phím nhé. Mèo đuổi chuột nhưng mà dùng biến dùng bàn phím đấy. Đấy, này có nào, như vậy là một cái bài số 2 nhé. Tất cả các bài cảm biến nó đều như vậy hết, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm sang một cái bài mà bài tiếp theo, một trò chơi tiếp theo là như thế này. Chúng ta sẽ làm một trò chơi như sau, đơn giản thôi nhưng cũng hay, là chúng ta cho mèo, nó sẽ chúng ta điều khiển mèo bằng chuột, và mèo bắt đầu nó xuất ở đây nhé, và mèo nó sẽ phải di chuyển lên phía bên góc phải. Đây cũng con cá ở đây, và gọi là mèo ăn cá. Chúng ta di chuyển mèo, nhưng mà ở trên màn hình đây chúng ta đặt một số các cái đống rơm ở đây màu sắc khác nhau nhé. Thì nếu mèo chạm phải rơm thì là thua, lập tức là thua ngay. Chúng ta phải điều khiển sao mèo tránh rơm, nhưng mà để điều khiển để mèo ăn được cá. Cho làm thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nhân vật là con cá. Con cá nhé. Con cá có cái từ từ Anh là F, là fish, đúng không? E F. Đây, fish đây nhé. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho nó bé lại nhé. Cả mèo và cả cả vị trí nằm ở đây nhé. Bây giờ mèo đây. Mèo đây tôi để ban đầu. Đây sự kiện ban đầu tôi để mèo ở đây. Trò chơi sẽ bắt đầu khi chúng ta sẽ bấm phím space. Bắt đầu là mèo ở đây nhé. Tôi để cho con mèo nó smart ở đây. Đó. Smart ở đây nhé. Đây. Ở góc này. Và tôi để cho mèo lên cho nó đặt cho nó bé lại đi cho nó đẹp nhé. Đây to quá, đặt chế độ là đặt đặt kích thước của mèo, ví dụ như là 80% thôi, 80% thôi, 80 này, 80% đó. Đây, mèo này góc này, góc này này là nó là cái này, cái góc này nó là cái này này nhé. Vì tiếp theo là cá này, bấm sang cá này nhé. Cá đây thì đặt ban đầu tiên cá có vậy, cho nó bé đi này, đặt cho nó hiển thị, đặt kích thước là bé lại thôi, như là 60% phần trăm lại nhé. Đó, đặt cá ở góc này này. Đấy, góc này nó sẽ là 19, nó là 19 này đó, được chưa? Ban đầu cá là hiển thị nhé, đặt ra ban đầu có là hiển thị đây hiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điều khiển mèo, nhưng mà như sau. Chúng ta chú ý, chúng ta sẽ trên mình chúng ta vẽ ra một vài cái đống rơm, hoặc là hồ ao hồ gì đó, vẽ bất kỳ có màu sắc khác nhau, và mèo nếu chạm phải cái vật đó thì là mèo lập chương trình là thua ngay. Chúng ta sẽ dựa chúng ta trên cái nền của sân khấu, chúng ta sẽ vẽ thêm trên nền đó một vài cái hình nhé, một vài cái để chúng ta dùng cái phím này, và chúng ta sẽ vẽ. Ví dụ tôi chọn màu xanh để tôi vẽ một cái ao chẳng hạn, một cái ao ở đây chẳng hạn, một cái ao ở đây nhé. Đó, một cái ao ở đây. Đấy, đây là một cái ao. Nếu mèo chạm vào cái ao này thì là mèo tức là thua ngay. Tôi chọn tiếp tục này, tôi chọn cái màu nâu đây này, ở đây nhé. Chọn ở dưới đây có một cái đống ao này. Đấy. Và tiếp tục tôi chọn màu đỏ này, tôi chọn màu xanh này, màu xanh tôi chọn màu xanh, chọn ba ở chỗ này, ba cái màu này nhé. Như vậy mèo làm sao phải tránh chỗ này ra nhé, chạm vào đây là thua ngay, chạm vào đây thua ngay.
Như vậy là vấn đề chúng ta phải điều khiển làm sao cho mèo phải đi nào đó tránh vấn đề này đấy, rất là khó đi nhá, khó đi thì đây được này, chi chạm đây là thua ngay đấy, thấy không nào. Bây giờ tôi cho là mèo nó bé đi một tí nữa nhé, thì nó mới đẹp được. Mèo đây là mèo đây nhé, mèo đây này, tôi để cho mèo đây rất là 60% này, cho nó bé đi một tí đó, đây này, tha hồ nhé. Rồi thế trò chơi như sau này, bấm phím space chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển. Chúng ta dùng dùng con trỏ chuột đây, dùng chuột để chúng ta nháy chuột thì mèo sẽ đạp chân và chạy về phía con trỏ chuột, về phía con trỏ chuột là 10 bước, cứ như vậy chúng ta làm. Đây yêu cầu được, yêu cầu được bà là như sau, là chúng ta nháy chuột thì mèo không những là mèo là đi về phía con trỏ chuột là 10 bước, nhưng mà là vừa đi vừa đạp chân cơ. Đấy, nó mới khó nhá. Khó là vừa đi vừa đạp chân để cho nó hay hay một tí mà. Làm thế nào mà chúng ta mà nháy chuột. Nhưng mà nháy chuột không thôi mà mèo đi về phía con trỏ chuột không thôi 10 bước thì dễ. Nhưng mà nháy chuột mèo phải đi phía đó là 10 bước mà vừa đi vừa nháy chân thì lại khó hơn. Chúng ta lập trình nhé. Đây. Khi bấm phím space thì bắt đầu điều khiển. Chúng ta sẽ lập trình cho mèo này. Chúng ta vào cái sự kiện là khi bấm phím space. Đây, bấm phím trắng đây nhé. Đấy. Được chưa? Và sẽ bất cứ lúc nào đây, chúng ta phải đưa vào vòng vòng lặp vô hạn. Là vô hạn nhé, vòng lặp vĩnh viễn đúng không? Liên tục đây. Nếu mà gặp đấy, sự kiện điều khiển như nếu đây. Điều khiển đây. Nếu mà mèo mà chuột, nếu mà người dùng mà nháy chuột khi chúng ta cảm biến nhận được là nếu mà đây, nếu mà chuột được nhấn đó thì mèo sẽ phải đi về phía con trỏ chuột là bao nhiêu, là 10 bước, thì làm thế nào bây giờ, sao mà ta điều chỉnh thì làm sao để mèo có thể chạy chạy được. Tức là như sau, rất đơn giản thôi. Đây, mèo sẽ như sau, mèo sẽ xoay về hướng con trỏ chuột, dùng lệnh này, hướng về phía gì, hướng con trỏ chuột, và mèo sẽ bước phía đó là 10 bước, nhưng mà 10 bước đó là vừa đi vừa vừa nhảy, cho nên chúng ta phải dùng lệnh là lặp. Lặp như sau, chúng ta dùng cái lệnh là lặp đây, lặp lại là 10 bước. Được không? Lặp lại 10 lần, mỗi lần là đi một bước, di chuyển là một bước. Một bước. Mỗi lần là di chuyển một bước, chúng ta phải lập trình cho nên nó mới được. Đây, mỗi lần di chuyển là một bước nhá, lặp lại là 10 lần. Thế nào? Lặp là 10 lần, mỗi lần là một bước thay là 10 bước đúng không nào? Và mỗi bước như vậy thì cho mèo nó thay chuyển sang mục tiếp kế tiếp. Đây là lệnh này, nó giúp cho chúng ta mô tả được con mèo là đi 10 bước nhưng mà vừa đi vừa vừa, vừa đạp chân đó. Đấy, thấy không nào, thì đây chính là cái đoạn chương trình để điều khiển mèo như vậy. Chúng ta làm trình thử cho ta xem thử nhé. Thế ngay mà bấm space này này, đấy, thấy không nào, đấy, thấy không là đấy, chúng ta nhanh chuột là nó lên luôn đấy. Như vậy là vừa đi vừa điều khiển. Đấy, thấy không nào? Đấy, chạm một cái thì là thắng nhé. Được rồi. Đây là lập trình như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp nhá. Mình tiếp là như sau này. Lập trình tiếp à, bắt đầu chúng ta cho mèo nó bắt đầu đây cho mèo nó đi nhìn ra phía bên phải. Đó, đẹp. Rồi. Nhé. Bây giờ chúng ta cho lập trình tiếp theo này. Nếu mèo mà chạm phải cái chỗ này thì là thua. Tức thua ngay, làm thế nào? Đây. Cho lập trình lại là dùng cảm biến thôi. Chúng ta dùng cái lệnh này. Đây chúng ta lại vào cái lệnh này. Và cái lệnh điều khiển này lệnh là chúng ta lại vào khiển đi này. Sự kiện là nháy sự kiện là bấm phím trắng nhá. Đó, bấm phím trắng nhá. Và chọn vào cái lệnh liên tục. Đấy. Nếu va chạm phải màu gì đó thì chúng ta chú ý, chúng ta vào lệnh nếu mà cảm biến đây, nếu mà đụng chạm phải màu gì đó thì đối với màu sắc này như sau này, bấm vào đây chúng ta sẽ chọn được màu. Để các bạn chú ý nhé, cái màn hình chọn màu của Scratch là như sau, cho thấy nó có ba màu, có ba cái giải là màu sắc này, độ bão hòa này và độ sáng. Đấy, độ sáng thì đây chính là cái em nếu ai mà hiểu biết hơn thì đây chính là ba cái tham số này, là ba cái tham số liên quan đến cái một cái thông số của màu sắc nhé. Nó gọi là gì, nó gọi thằng này là cái này, nó gọi là H, cái thằng này là cái này, cái nó độ bão hòa nó gọi là SC
và độ sáng nó gọi là Linus là L, nó là đây là HSL. Tôi nói thêm một chút về 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 màu sắc một tí. Về màu sắc thì nó có rất nhiều những cái cách chúng ta định định lượng hóa cái màu sắc. Nhưng mà ở trong Scratch thì người ta định lượng hóa bằng bằng cái gì? Về cái màu sắc tôi nói thêm một chút nhé. Thật ra cái màu sắc tổng quát ấy, trong mô hình trong các máy tính ấy, thì màu sắc tổng quát là người ta dựa trên ba cái tham số tổng quát nhé. Tổng quát ở các tất cả các phần mềm các bạn mà các phần mềm liên quan phần mềm vẽ này, phần mềm tô màu này đều dựa trên cái mà cái tổng quát là nó có ba màu. Nó dựa trên ba màu. Dựa trên ba màu sắc, ba cái màu cơ bản. Nói thêm một chút thôi. À, một màu cơ bản là R là màu đỏ nhé. G là màu xanh lá cây. Xanh lá cây nhé. Xanh lá cây. Và màu B là màu xanh trời nhé. Xanh trời. Nó cái này nó gọi là R, G và B. Đấy, RGB là cái bộ màu mà hay dùng nhất. Hiện nay ở trên nó làm một tổng quát ở trong tin học rồi nhé. Đấy, thì như vậy là một cái điểm sắc ở trên màn hình nó gồm có ba tham số là R, G và B, và mỗi cái RGB này nó chạy từ 0 đến 255. Đấy, như vậy là mỗi cái bộ màu sắc đó là ba cái màu sắc là từ 0 đến 255 là RGB, L là red đúng không? L là red là đỏ, G là green là màu xanh, còn B là blue là xanh trời. Tuy nhiên thì chắc là vì đối với Scratch thì nó nghĩ là cái trẻ em học cho nên nó dùng cái đưa ra cái bộ là RGB nó hơi khó hiểu quá, cho nên người ta mới chuyển sang cái cách đo khác là nó gọi là HSL. Đấy. Cái H này là chỉ là màu, vòng tròn màu. S là cái độ bão hòa, độ bão hòa, độ bão hòa. Còn L là cái độ sáng. Như vậy là thật ra là cái HSL nó làm một cách viết khác của RGB thôi, nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Đấy, dễ hiểu hơn. Được chưa? Dễ hiểu hơn. Đấy. Thì đúng ra nhé, đúng ra trong các cái phần mềm bình thường ấy thì lại là hát này này là độ đo đó từ 0 cho đến 360, 360 độ bão hòa từ 0 đến đến 100, còn độ độ sáng là từ 0 đến 100. Tuy nhiên ở trong trong cái phần mềm Scratch này thì người ta không thích để chữ 360 này khó quá, người ta chuyển cái này về tương đương là từ 0 đến 100, như tất cả của chúng đều là 0 đến 100 hết nhé. Cho nên là ở trong Scratch thì cái bộ màu gồm có ba màu là H, S, L là cái chính là đây chính là màu, độ bão hòa và độ sáng. Và tất cả đều là đo bằng gì? Tất cả đều đo là từ 0 cho đến là 100 hết. Thế là màu sắc là 0 đến 100 nhé. Độ bão hòa 0 đến 100 nhé. Và độ sáng. Đấy. Độ sáng. Ở cái độ đèn là tối nhất. Độ đèn tối nhất tất cả đều là đen xì hết. Còn lên cao nó càng sáng dần lên đây là sáng nhất. Đấy, thì tôi nói các bạn để các bạn muốn là muốn đặt màu thì nên chúng ta đặt tất cả độ sáng sang bên phải hết này, độ bão hòa sang phải hết, và đây chúng ta đặt màu chính xác, thấy không nào? Đấy, màu chính xác. Đó. Nhưng có một cái khác, ở đây là chúng ta cho phép là chọn cái màu ở đây là giống hết cái màu chúng ta kích chuột chọn ở vùng nào. Ví dụ tôi muốn màu chọn ở đây nè, màu này hay màu này, màu này tôi chọn như sau nha. Bây giờ nếu mà mèo chạm vào đây thì ta sẽ thua này. Tôi bấm vào đây nhé, bấm vào đây mà tôi bấm vào đây. Xong chọn vào đây. Đó. Thì khi đó cái màu sắc tôi chọn đây này nó đúng là cái màu này luôn. Đấy. Đây là một nhé. Như vậy là nếu như mà động đến màu này thì là thua. Là thua thì chúng ta sẽ cho mèo kêu meo một cái và thua luôn nhé. Đây, chúng ta sẽ cho mèo kêu meo một cái, mèo kêu meo cho đến hết. Và lập tức là dừng chương trình, chúng ta vào lệnh là điều khiển, lệnh là stop on luôn đây nhé. Đây stop tất cả luôn. Đấy. Được chưa? Như vậy đây là một lệnh nhé, chúng ta điều vào đây. Đó. Đây là màu này, màu dung này mình tôi làm thêm cho hai màu kia nhé, nhân bản lên này, màu này này chọn đây nhé và chọn vào đây là đặt chọn màu, bấm vào đây
Đó, màu thứ hai y hệt như vậy, nếu mà gặp màu này thì mèo kêu meo mà cũng thua luôn. Đưa vào đây đó, xong chúng ta vào lệnh thứ ba, nhân bản ra đây và lại chọn lần đây, chọn lần đây và chúng ta chọn cái màu này đó, màu này nhé. Đấy thì như vậy chúng ta chọn là đúng ba màu này, màu này, màu này giống cái màu này ở trên này. Đấy, chúng ta để vào đây đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta điều khiển mèo mèo trọng đây thì là thua nhé. Đấy, bấm với bấm phím space này, bắt đầu nhé, bấm phím space này. Đấy, bấm đây, thấy không nào, đó, đi nhé. Đấy, thấy không, bây giờ ta đi nhầm vào đây nhé. Đấy, thua ngay, tức thua bia, không điều khiển nữa này, thua ngay. Bị chưa hay không, chứ tôi để cho mèo, tôi để cho nó mèo đi 4 bước, tôi để cho mèo đi đi là 3 bước thì cho nó nhanh, nhanh để chơi chậm quá rồi. Bấm space này bắt đầu. Đấy, nhanh hơn rồi chưa, nhanh hơn rồi đấy đó. Rồi bây giờ lập trình cho mèo vào đây nhá. Mèo chạm phải mà con cá thì mèo kêu meo meo, và sau 1 giây thì con cá sẽ biến mất đi, coi như là cũng thắng cuộc nhá. Rồi chúng ta lập trình tiếp tục nhá. Tức là như vậy, ở chỗ này là đây là va, đây là cảm biến màu sắc này, cảm biến màu sắc này, cảm biến màu sắc này, đây là cảm biến va chạm với con cá, được chưa? Rồi ta làm tiếp tục nhé. Chúng ta lại vào cái lệnh sự kiện này và chọn cái bấm phím trắng đây nhé, đưa vào vòng lặp mà vô hạn, cứ cứ cảm biến là vào là vô hạn hết nhé. Nếu đưa vào đây, nếu như sau, và chúng ta vào cảm biến, nếu như là mèo chạm phải con cá, bấm vào đây, nếu chạm phải fish đấy, thì mèo sẽ kêu meo meo, và thậm chí đưa vào đây là mèo kêu một câu là ngon quá nhé. Đây mèo, đây mèo sẽ kêu meo meo, đây mèo kêu meo meo ở đây, và mèo sẽ đây mèo sẽ kêu là ăn cá, mà mèo kêu ngon quá, ngon quá. Sau 2 giây stop lại, thì stop thì chúng ta lại dùng lệnh, chúng ta vào lệnh là điều khiển, vào lệnh là dừng toàn bộ stop đó. Sau khi mà chuột mà cá mà chạm phải mèo thì cá cũng biến mất. Chúng ta vào con cá này đây, bắt đầu là cá hiện nhé. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bấm phím space để bắt đầu vào chương trình, bấm phím space đây, chúng ta đưa vào cái vòng lặp là vô hạn lần, cũng như vậy vô hạn lần đó. Tiếp theo là chúng ta vào lệnh nếu, nếu lại cảm biến, nếu mà va chạm phải với con mèo đây, nếu chuột nếu cá va chạm phải con Sprite 1, chính là mèo đấy, chính là mèo đấy đấy, thì cá cũng sẽ biến mất, thì cá nó rồi. Chúng ta cho cá là sau 1 giây cũng cũng mất đi, sau 1 giây thì cá cũng ẩn đi, dùng hiển thị và dùng lệnh là ẩn đi, coi như là thua, ẩn đi đó, thế này thôi nhé, rất đơn giản. Rồi nhưng mà chúng ta vừa vừa lập trình xong cho cái bài trò chơi này, rất rất đơn giản nhé. Vì tôi kiểm tra lại một chút này, này bao chơi nhá, bấm phím space bao chơi này, đâu ta điều khiển này. Đấy, nhanh không nào, bên này là bài này hình hình này, ít cho nên là đi dễ, chúng ta có thể vẽ khó lên một chút thì nó ngon quá nhé. Cá ẩn đi coi xong, chúng ta đã thắng cuộc. Đấy, thì có thể các bạn có thể thêm đây, thêm thông tin về đây về thời gian nữa. Ai chơi càng sớm càng nhanh thì càng tốt nhé, chơi lại này đó. Đó thì đây là chúng ta vừa làm xong cái trò chơi tiếp theo là mèo ăn cá, được chưa? Đây mèo ăn cá, mèo ăn cá. Một trò chơi là dựa trên cái cảm biến màu sắc và cảm biến va chạm, được chưa? Đây một chơi, một trò chơi rất rất đơn giản thôi đó, được không nhé? Như vậy là thật ra cái phần cảm biến còn rất nhiều nữa, nhưng mà chúng ta sẽ làm sau, sẽ có nhiều bài tập nữa trong phần này, nhưng mà hôm nay là cái buổi mà chúng ta kết thúc cái liên quan cảm biến, thì đến sang buổi hôm sau chúng ta sẽ học sang những cái kiến thức khác mà. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần nữa về cảm biến nhưng rất là hay, là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lập trình để mà, như vậy là chúng ta lập trình mà cảm biến nhận nhận được cái, nhận được cái chuyện là biết được cái chuyện là đấy rồi, là nhái chuột rồi
Bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo để mô tả nhận biết được cái khi nào người dùng là kéo thả chuột trên màn hình. Khi người dùng mà dùng chuột di trên màn hình thì nó dùng cái từ là dê chuột hay là kéo thả chuột. Thì làm sao để nhân vật nhận biết được là cái chuyện kéo thả chuột cũng làm được không? Đó, thì cái đó là cái mà rất là hay. Chúng ta cùng nhau làm nhé, phân tích và làm. Thì thông qua một cái trò chơi như sau. Con mèo đi. Bây giờ con mèo đâu như sau, con mèo là tôi để ban đầu lên, tôi để con mèo ở đây và tôi để con mèo sẽ nằm ở bên ở vị trí này. Và để cho mèo nó nhỏ lại cho nó đẹp nhé. Chúng ta để cho con mèo nó đặt kích thước của nó là ví dụ như là 60 đi. 60 đi nhé, 60. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Tôi chơi. Chúng ta sẽ phải kéo thả con mèo này. Để mèo như này này. Mèo đang ở đây nhé, đây. Tôi đặt ban đầu tiên là mèo sẽ ở đây. Đấy, bắt đầu mèo ở đây nhé. Đấy. Chúng ta như sau này. Chúng ta sẽ phải vẽ với hình hình tròn nó nhỏ thôi và chúng ta kéo thả con mèo này vào cái hình tròn đó. Được chưa? Kéo thả vào hình tròn. Đấy. Thì cái bài 1 dễ hơn là khi mà kéo thả mà chạm phải cái con vật này coi như là thắng nhé, coi như là thắng nhé. Rồi và sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Bây giờ làm như vậy, tôi sẽ tạo ra một cái hoặc thêm hình, tôi tạo ra tôi thêm một hình khác vào được, được tôi tạo ra một hình khác đây, một bóng đây nhé, đây. Bóng này ở đây nhé. Tôi chơi như sau này. Chúng ta sẽ kéo thả con mèo sang chạm vào quả bóng. Chạm quả bóng. Nếu mà kéo thả được đúng chạm bóng thì mèo kêu meo một cái. Chạm xong kêu meo meo một cái và nó lại trở lại vị trí ban đầu này. Đầu này mà chúng ta lại chơi tiếp cứ như vậy, liên tục kéo thả. Và sau này chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa là sẽ cho điểm. Kéo thả trúng quả bóng thì được một điểm, cứ như vậy. Được chưa? Kéo thả. Thế bây giờ tôi về chuyện kéo thả thì nói thêm một chút là ở trong Scratch nó có một chế độ cho phép người dùng là kéo thả thực sự bằng tay thật sự trên màn hình. Còn cách thứ hai khó hơn nhiều mà chúng ta muốn là chúng ta muốn lập trình để mô phỏng kéo thả thì khó hơn nhiều. Bây giờ tôi làm cách một trước nhé, là như sau này. Chính ở trong sensing đó nó có một cái cảm biến đó, nó có một cái option, nó có một cái đặt chế độ kéo thả được. Đấy. Mặc định là kéo thả được. Đấy, kéo thả được. Đấy, chúng ta vào mèo nhé. Đây, chúng ta đặt chế độ là thì chúng ta hoàn toàn chúng ta dùng tay chạy chương trình cho chúng ta kéo thả thôi nhé. Đây. Như vậy là chúng ta vào đây là chế độ là kéo thả đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ lập trình như sau. Tôi sẽ kéo thả và nếu chạm phải quả bóng kia thì sao, thì lập tức là mèo là kêu meo một cái và đặt lại vị trí cũ mà chúng ta sẽ phải kéo thả tiếp tục làm như sau nhé. Thì cái việc kéo thả đây là chế độ là đặt chế độ kéo thả được, chúng ta dùng chuột trên màn hình để chúng ta kéo thả như bình thường và chúng ta dùng cảm biến va chạm bóng để chúng ta thực hiện nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, quả chú ý chúng ta vào cái điều khiển và mặc lệnh là lặp liên tục đó, lặp liên tục nếu mà va chạm vào quả bóng thì nếu nhé, nếu mà chúng ta vào sensing, nếu mà chạm phải quả bóng này, nếu mà con mèo mà chạm phải cái bon đấy, thì lập tức chúng ta sẽ cho mèo kêu meo một cái và có thể cho thêm mỹ nữa là cho thêm là tăng điểm lên nhưng thôi được, tạm thời làm sao nhé, và mèo sẽ quay về chỗ cũ. Đây, chúng ta sẽ dùng cái lệnh này, chúng ta sẽ cho mèo lập tức là quay về chỗ cũ. Đây. Đây, chúng ta cho cái lệnh này, kéo copy vào đây. Đấy, và lại kéo lại như thế nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta, đây là cái chế độ mà kéo thả được. Thả được. Thì cái chế độ này nó đơn giản mà tôi lập trình trước nhé. Như vậy cái bài này chỉ cần mỗi một cái lệnh là gì? Là mỗi một cái lệnh là cảm biến là chạm phải cái quả bóng thôi. Và chúng ta không mô phỏng cái việc kéo thả mà tự động phần mềm nó có. Chạy thử cho bạn xem nhé, đây, phóng to này. Bắt đầu chơi này.
tôi kéo thả này, kéo thả này, đợi về đây ngay nhé, một lần kéo thả lần thứ hai này đấy, kéo thả lần ba này đấy, như vậy các bạn về nhà các bạn sẽ mà các bạn mở rộng ra là mỗi lần mà chạm vào đây thì các bạn cho phép một lần một nhá. Rồi như vậy là đây là cái bài, là bài tiếp theo ở đây là bài là kéo thả mô tả chơi mà kéo thả mà là mức một dễ, mức của dễ là để tôi buộc tôi làm sang mức hai là khó hơn, mức hai là mức mà tôi muốn lập trình như vậy, mức hai là mức khó nhất luôn, là tôi thực sự kéo thả và khi tôi nhả chuột ra là nó mà chạm vào cái kia thì mới đúng đó, không nó phải sát vào cái bóng thì mới đúng, còn chạm vào thì tôi không dùng dùng tôi không dùng cái cảm biến là va chạm nữa, tôi dùng cái cảm biến khác, tôi sẽ kéo thả con mèo này dùng chuột kéo thả mà phải lập trình được để nhận biết được kéo thả bằng gì, bằng cảm biến cơ, chứ không phải là đặt, không phải là dùng chế độ là đặt chế độ kéo thả được. Ở bài này chúng ta sẽ phải bỏ cái này ra và chúng ta phải đặt lại chế độ là không kéo thả được và chúng ta vẫn lập trình được thì mới là khó hơn nhé. Rồi bài này tôi bỏ cái này ra này, bỏ cái này ra này, rồi và lập trình như sau này, lập trình tôi sẽ phải kéo thả con mèo này ra, kéo thả tôi thả tay ra, khi tôi thả ra thả tay ra thì nếu mèo mà chạm quả bóng ấy thì mèo sẽ bay vào quả bóng và kêu meo một cái tăng một điểm và mèo nó quay trở lại chỗ cũ, còn chúng ta thắng một điểm. Còn trường hợp mà chúng ta kéo thả sai, cái thả đây này kéo thả không đúng nhé, cái bài này là cái bài là tập kéo thả mà không đúng thì mèo sẽ quay trở lại, quay tự quay trở lại đây và chúng ta bị trừ một điểm. Đấy, như vậy mà là cộng trừ điểm nhé, và bây giờ lập trình nghiêm chỉnh này thì cái việc mà chúng ta sẽ không dùng kia mà là chúng ta sẽ không dùng kia sẽ khi chúng ta thả ra này, chúng ta thả tay ra thì chúng ta không dùng kia cảm biến va chạm mà chúng ta dùng một cảm biến khác hay hơn nhiều, cảm biến là đo khoảng cách từ con mèo đến con bóng này, nếu mà nó đủ nhỏ thì mới là đúng nhé, chúng ta sẽ dùng cái cảm biến là cảm biến đo khoảng cách đấy. Cái khoảng cách này, khoảng cách từ con mèo đến quả bóng là bao nhiêu đấy, đây những bài này là bài bài khó hơn nhiều nhé, đây là cái bài mà dùng dùng cái cảm biến đo khoảng cách để chúng ta kiểm soát xem là mèo có đã đến gần cái quả bóng hay chưa, vì tôi đặt ra là mèo phải đến sát quả bóng, từ mèo đến quả bóng phải cách nhau là chỉ 10 point thôi thì mới được, còn không phải 10 point thì vẫn coi là kéo thả sai. Khoảng cách từ con mèo đến quả bóng thì khoảng cách đó cũng cũng là một cái tham số tự động tính được và nó chính là tham số cảm biến, được chưa? Rồi thì bây giờ bài này tôi phải làm theo hai bước. Bước một là tôi cái bước một là tôi phải làm sao, bước một là tôi phải gì là cái bước một là nhìn cái bước một là tôi phải nhận biết được cái cảm biến khó hơn nhé, để chúng ta cùng nhau lập trình này. Đây chúng ta mới đưa vào đây nhé, đặt chế độ là không kéo thả được nhé, tức là chúng ta khi chúng ta lập trình chúng ta không được kéo thả được bằng chuột, không được kéo thả thông mới tự nhiên mà chúng ta phải lập trình chuyện đó, chúng ta đưa vào đây đó, được chưa? Rồi thì mình sẽ làm này, đây chúng ta vấn đề là phần khó nhất đây, nhưng mà bây giờ nếu này, bây giờ nếu nhé, nếu mà con mèo nó nhận biết rằng là người dùng đã nháy chuột thì sao? Đây chúng ta vào cái cảm biến và chọn cái nháy chuột, nếu mà người dùng mà nháy chuột thì làm sao đó, thì làm sao khi mà chuột di chuyển ấy, khi mà chuột di chuyển ấy thì chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ để cho con mèo nó gắn với con giỏ chuột cho đến khi mà người dùng thả tay ra. À, chỗ này khó nhiều nhất, chỗ này lên lập rất là khó của cái việc là nhận, chúng ta phải lập trình được để nhận biết được cái việc kéo thả chuột trên màn hình, làm được không, làm được, làm được như sau nhất, đây chúng ta sẽ phải làm như sau này, chúng ta phải dùng cái lệnh như sau này, nếu mà chuột được nhấn, tức là khi mà người dùng bắt đầu nháy chuột để kéo thả chuột trên màn hình thì chúng ta làm như sau, chúng ta phải dùng lệnh này, chúng ta phải dùng cái lệnh điều khiển và cái lệnh là repeat until, lặp lại cho đến khi gì, lặp lại cho đến khi người dùng nhả chuột, tức là không, chuột không được nhấn nữa, tức là gì,
tức là cho đến khi mà cái chuột không nhấn thì nó là sai, tức là khi này chúng ta phải toán khi mà chúng ta chọn cái lệnh là một lệnh là not đây, đúng rồi, cái lệnh là gì, không phải nhé, lệnh không phải nhé, khi mà đây và cái lệnh là khi mà người dùng đây đây cái chuyện này này cái cảm biến này là chúng ta nháy chuột này, cảm biến này chính là nhả chuột, không phải chuột đến tức nhả chuột đây, phải lặp gì, lặp cho đến khi mà người dùng nhả chuột, chính là cái này nhé, các bạn chú ý nhé, đây chuyện này chuyện rất là khó này. Đây là bài này là bài khó đấy, nếu người dùng mà nháy chuột thì chúng ta phải điều khiển như sau, điều khiển là cho con mèo đó dính vào con nhỏ chuột, dùng cái lệnh là mèo là gì, mèo luôn luôn là đi tới, mèo luôn là gắn với con nhỏ chuột đây, mèo sẽ dính con nhỏ chuột cho đến khi mà gì, cho đến khi mà là cái này xảy ra, khi mà không phải được nhấn, tức là khi mà người dùng thả tay ra nhả chuột. Như vậy đây chính là cái đoạn lệnh mà mô tả cái cảm biến là kéo thả chuột. Các bạn chú ý nhé, phần này là phần khó đấy. Bài này là bài tương đối khó nhé. Đó. Rồi, sau đó khi mà người dùng mà nhả chuột ra thì ở đây đúng không nào? Và ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay là cái khoảng cách từ con mèo đến này nó phải đủ đủ nhỏ, chúng ta dùng lệnh nghề, chúng ta phải dùng cái lệnh cũng là cảm biến nữa, chúng ta dùng lệnh if. Nếu cái khoảng cách như này đã đủ bé, chúng ta phải dùng lệnh này if, dùng lệnh là nhỏ hơn đấy. Nếu mà khoảng cách từ con mèo đến quả bóng bon đấy, khoảng cách từ quả bóng mà nhỏ hơn 20 chẳng hạn, đủ đủ nhỏ 20 à, nếu khoảng cách mà nhỏ hơn 20 thì chứng tỏ chúng ta chưa làm nhé. Đây chúng ta sẽ phải làm qua hai bước nhé. Một là gì, một là chúng ta không làm lệnh if này, chúng ta phải làm lệnh vào có hai bước là hai lệnh hàng hàng này đây. Nếu if nếu cách mà nhỏ hơn 20 đó thì là xong, thì là đây xong thì lập tức gì là mèo sẽ làm như sau, thì là coi như thắng, thì mèo sẽ kêu meo một cái đây, chúng ta dùng một lệnh là cho mèo kêu meo một cái nhé, mèo kêu meo một cái và mèo lập tức là mèo mèo dính vào con dính vào con quả bóng, dùng lệnh là mèo đi tới, mèo sẽ đi tới quả bóng, mèo đi quả bóng được chưa đấy. Và sau sau 1 giây hay sau 2 giây gì đó chúng ta sẽ cho mèo quay trở lại, sau sau 1 giây thì mèo sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, quay đây này, chúng ta dùng lệnh là glide to cho nó đẹp nhé, và cái lệnh này dùng cái lệnh là lướt trong 1 giây về điểm kia, lướt trong 1 giây, sau 1 giây thì lướt trong 1 giây về cái địa điểm này này là âm 1.6 và đây là 15, đây là 15 đó. Còn nếu mà không, nếu mà khoảng cách nào lớn, tức là chúng ta thật có thả chuột sai thì lập tức là nó về luôn, chúng ta dùng lệnh này chúng ta kéo nó về chạy về luôn đó. Không, cái này chúng ta bỏ cái này đi, không cần, cái này là chạy về lên luôn chứ không phải go to đây, chỗ này lại là cho nó nhanh luôn, cho nhanh đó, để chưa bắt đầu lần đầu. Nhưng mà chỗ này là làm chúng ta có thả đúng, đây là có thả sai, có thả sai thì chúng ta sẽ dùng một cái âm thanh khác nhé, đây là meo meo là đúng này, còn sai chúng ta sẽ thu âm thêm một âm thanh nữa, chúng ta ghi âm một âm thanh nữa cho nó hay nhé. Sai rồi, và chúng ta làm lệnh nữa cho thật hay. Sai rồi này. Sai rồi. Chúng ta lưu lại nhé. Đây là sai. Đây là cả sai. Rồi, chúng ta làm như sau. À, chúng ta dùng cái là âm thanh là sai rồi. Đây. Sai rồi và quay về chỗ cũ. Để làm cho làm lại. Thế này chúng ta đưa vào một cái lặp lại. Đây. Chúng ta để vào đây, chúng ta để vào chỗ này, sau cái lệnh là lặp lại cho đến khi này. Đấy, cái này bài này hơi khó một tí nhá, nhắc lại này, ở chỗ này là như sau này, nếu mà chuột được nhấn thì chúng ta sẽ cho con mèo nó dính vào con trỏ chuột cho đến khi mà người dùng thả tay ra, tức là đây là cái đoạn mô tả cái việc kéo thả chuột, con mèo sẽ dính vào con trỏ chuột cho đến khi nào mà người dùng nhả tay ra thì chúng ta kiểm tra luôn sau lệnh đó, kiểm tra luôn đó.
ra đây này, bên ngoài này đó, được chưa? Nếu mèo mà mèo mà ở đủ gần nhé, đủ gần với quả bóng này rồi thì nó sẽ kêu meo và nó đi tới quả bóng, xong 1 giây nó quay trở lại về chỗ cũ, chúng ta làm và tiếp tục đó. Còn nếu mà sai thì như này đó, chúng ta cho chơi thử xem như nào nhé. Còn sau chúng ta sẽ lập trình tiếp theo là cho thêm điểm vào đây. Bắt đầu này nhá, thả này đó, là đây lập trình nhá, thả tay ra Sai rồi. đấy. Sai rồi. Đấy, thấy không nào? Nó tựa chạy nhé. Sai rồi. Đấy, để chúng ta kéo thả. Này. Đấy, đúng rồi, chúng ta nhảy vào. Được chưa nào? Như vậy là đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình thêm đoạn nữa là mô tả cái điểm. Bây giờ ở đây nhá. Chúng ta tạo một cái biến số là score đi. Score. Score, điểm số nhá. Ở cho mèo đi. Ban đầu tiên là đây chúng ta đặt cái điểm cái score đó bằng bằng không, đặt ở đây này. Được chưa? Đấy, thì nếu nhá, nếu đến đúng rồi, đây là đúng này, thì chúng ta tăng score lên 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 1 đơn vị, chúng ta tăng score lên một đơn vị, đưa nó vào đây. Đấy, nhé. Còn trường hợp mà sai thì chúng ta sẽ làm score đi một. Nào chạy lại thử nhá. Đấy, bài này khó hơn như thế, bắt đầu này. Xem lại như nào. Đấy, cũng bài này dễ chạy luôn đấy nhá. Bắt đầu nhá. Kéo thả này. Tăng lên 1 điểm chưa? Lần 2 này. Rồi. Kéo thả sai này. Sai rồi. Trừ đi 1 điểm. Kéo thả sai này. Sai rồi. Đấy. Sai rồi. Đúng, phải sát nó vào cơ. Đấy. Đấy, thì nhưng mà đây là chính là cái bài mà cũng là lập trình kéo thả, nhưng mà lập trình là thực sự là kiểm soát là sự kéo thả bằng lập trình, bằng cảm biến. Nhá. Đây là cái phần mà tôi muốn cho các bạn xem cái bài này. Đây mới là cái bài hay nhé. Bài này chúng ta bây giờ chúng ta ghi lại với cái tên là lúc nãy là gì? Lúc nãy là trò chơi kéo. Bữa nãy tôi không kịp ghi sao nhỉ? À, các thả chuột 1 đúng không? Đây là trò chơi mô phỏng cái thả. Bài 2 này là bài mà tôi muốn cho các bạn xem khó hơn nhé. Đây, đây là một cái bài rất là hay, là mô tả cái việc kéo thả chuột sử dụng cái cảm biến khoảng cách, với khoảng cách nhé. Nhưng mà chúng ta vừa mới làm quen với cảm biến va chạm rồi này, cảm biến màu sắc này, cảm biến khoảng cách, như vậy là được 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 rất là nhiều rồi đấy. Thật ra có rất nhiều nữa nhưng mà chúng ta vì không có thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian để làm sang cái để tìm hiểu sâu hơn nữa, thì chúng ta phần đó sẽ học ở trong phần sau. Trong các bài sau chúng ta sẽ làm tiếp tục những cái phần liên quan đến cảm biến. Cái cảm biến này là một trong cái phần lập trình trung tâm của SCAD nhé. Đấy, đây là cái phần mà, nhưng mà cái phần này hôm nay tôi muốn nói cái phần này là phần rất quan trọng đây. Đây, cái phần là phần cực kỳ quan trọng. Được chưa? Bây giờ mà thôi được, hôm nay tôi hơi mệt tí thôi mà thôi, tôi đợi cho thêm một ít nữa để chúng ta hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu làm sang cái phần khác. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo. Cái phần này đánh là phần sau mà tôi nói luôn trước, là trong cái cảm biến ấy nó có một cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh là này, là cái lệnh này là hỏi đáp. Đây là cái lệnh hỏi đáp này, đây chính là một trong những lệnh là chính lệnh là vào ra màn hình của nó, gọi là input output của Scratch đây. Đây là một lệnh rất quan trọng. Đây rất quan trọng thì mà nó nhanh, và đây hôm sau chúng ta sẽ làm bài tập rất nhiều liên quan đến input output này nhé. Như vậy là ở trong Scratch chúng ta chú ý là nó có cái trong trong cảm biến nó có cái lệnh này, và nó có, đây là hai cái này là nó liên quan đến cái chuyện là dùng để input từ bàn phím nhé. Lệnh output từ bàn phím chính là cái lệnh này, lệnh nói này ra chứ, đây là lệnh output, đây là hai lệnh output, còn đây là input. Nó sẽ nhập từ bàn phím một số là một sâu gì đó và nó đưa vào màn hình.
đưa vào trên chương trình bằng cái là bằng cái biến là biến trả lời đây. Tôi lấy ví dụ nhá. Đây ví dụ tôi làm lập trình như sau. Mèo sẽ hỏi là bạn tên là gì? Tôi trả lời tôi là Hà thì mèo sẽ nói là chào bạn Hà. Làm được không? Làm được đây. Như vậy đây là như vậy là vừa input và output. Input là một tên từ màn hình và output là ra cái lệnh nói kia nhé. Đây chúng ta lập trình rất đơn giản. Thì chúng ta học nhanh phần này và đến hôm sau thì chúng ta sẽ làm cái bài tập liên quan đến input output nhé. Đây. Thì lệnh input output đó nằm ở trong cái nhóm lệnh là cảm biến rất là hay. Đây. Lệnh nhá đây này. Lệnh này là nhân vật sẽ hỏi tên của bạn là gì? Đây, đúng là mặc định đây đây. Và khi chúng ta nhập toàn phím thì nó sẽ đưa vào cái biến là biến trả lời. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lệnh nói đây, xin chào bạn Hà, xin chào bạn Hà chính là cái trả lời đấy nhé. Chúng ta sẽ phải nối xin chào bạn gì đó, chúng ta sẽ phải nối hai cái lại, dùng lệnh là join, lệnh là kết hợp nối này. Nhé. Xin chào. Quá. Đây. Xin chào. Xin chào bạn nhé, bạn gì bạn này đấy, kéo này vào đấy, bạn đang nhà đang như vậy thôi, nhưng mà đây là cái hỏi chỉ là input đúng không, nói là chỉ là output đây, đơn giản. Để tôi thử nhé, bạn này tôi phải ẩn cái biến đi nhé, đấy, biến của tôi bỏ đi này. Rồi chị thử nhé, này đấy, tên của bạn là gì, thế không nào, đấy bạn tên là gì. Như vậy là mèo sẽ hỏi nhân vật, sẽ hỏi người sử dụng, tôi viết là Hà vào đây nhé, tức là mèo là xin chào bạn Hà, thế không nào. Như vậy đây chính là lệnh in, lệnh input đây, lệnh input có thể là số, có thể là chữ, và nó đưa vào cái biến là biến trả lời, thế không nào. Đó có thấy hay không nào, rất là hay luôn nhé. Thì đó là cái, đây là ví dụ một về cái chuyện là hỏi hỏi và trả lời nhé. Đấy, hỏi trả lời, hỏi và trả lời input. Đây là phần có rất nhiều bài tập. Bây giờ là tiếp làm một cái bài nữa cho chúng ta thấy nhé. Bìa mèo sẽ hỏi chúng ta hỏi là một cái bài toán 2 cộng 3 bằng mấy, và chúng ta trả lời. Nếu chúng ta trả lời mà là sai thì mèo nói là sai rồi, đúng mèo mà nó đúng rồi thì có làm được không? Nó làm được như sau nhé. Đây, làm bài số 2 này. Và có thể tổng quát được luôn, nhưng mà tôi làm một bài ngắn này. Mèo sẽ hỏi là mà ví dụ như là 10 trừ đi 8 bằng mấy, bằng bao nhiêu đấy, hỏi là hỏi đúng không nào, bằng bao nhiêu, bằng bao nhiêu được chưa. Đó chúng ta trả lời đây nhé, trả lời đây và mèo sẽ kiểm tra cái trả lời này, nếu bằng 2 thì đúng, không khác 2 là sai. Nhưng mà chúng ta sẽ vào dùng lệnh điều khiển đây, if nếu đen đây, nếu mà chúng ta vào các phép toán, nếu mà trả lời bằng 2 thì là đúng, đúng không nào, trả lời bằng 2 thì đúng nên là sai. Đấy thì mình trả lời đây là nếu mà trả lời bằng 2 thì cho đây là đúng rồi, đúng rồi, còn nếu không chúng ta đưa vào đây là sai rồi. Một cái bài toán rất, một bài tập rất đơn giản thôi nhá. Đấy. Hôm sau chúng ta sẽ làm bài tổng quát hơn nhé. Sai rồi. Đấy. Vẫn cái bài như này. Đây. Như vậy đây là bài số 2. Là làm cái bài toán đơn giản. Nhưng thực chất ra là chẳng qua chỉ là hỏi đáp thôi. Hỏi đáp nhé. Đây mẹ hỏi đây. 10 8 bằng bao nhiêu? Tôi gọi là 8. Mà nó là sai rồi. Hỏi lại nhé. Đây là 10 8 bằng 2. Enter. Mẹ nói là đúng rồi. Như vậy đây là cái bài đơn giản là vào ra màn hình. Như vậy là cái lệnh vào ra màn hình đơn giản cũng là lệnh nằm trong cảm biến. Được chưa? Đấy, bài này là cái bài số 2. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài như vậy thôi. Bài này là cái bài làm một phép tính đơn giản. Tính đơn giản. Tổng quát nhé. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu làm những bài tập mang tính tổng quát hơn. Tổng quát hơn thì là đến buổi sau đi. Hồi hôm nay tôi lại hơi bị ho quá, tôi nghỉ nghỉ sớm nhé.
Thì hôm nay là cái buổi như vậy thì tôi sẽ mai cho các bạn các bài tập liên quan phần cảm biến, thì đến hôm sau chúng ta sẽ làm cái bước sang cái phần tiếp theo là vừa liên quan đến giải toán, vừa liên quan đến input output cộng cảm biến nữa nhé. Thôi chúng ta nghỉ hôm nay nhá, nghỉ sớm nhá. Chào thầy, cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ.